Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục với My Rabbit Simon ha. Thì hôm nay sẽ về nhà cướp một mớ đồ ép. Cái gì vậy? À, tôi lấy cái này nha. Thôi, full đồ rồi các bạn ơi. À, thì ở gì? À, nó đi rớt xuống đất cơ mà. Tập này mình sẽ làm bớt mấy cái rương để cướp bớt mấy cái đồ nhiều quá rồi. Với lại chúng ta sẽ mình đọc một comment của bạn Tấn thì đã chỉ cho mình học cái skill gì ta, học skill phone script gì đấy. Nhớ không lầm thì mình cũng có. Thì mình sẽ học cái kỹ năng này cho một con nào đó để có thể là giết con huyền thoại nó gần như là máu bị đỏ mà không có chết được. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều và bây giờ chúng ta tiếp tục thôi. Đâu nhỉ? Ồ nãy mình nhảy rớt hư cái hư hết rồi. Thôi kệ đi. Có bao giờ ăn đâu, xây cho đẹp chơi vậy á. Kỹ năng đâu ta? Điểm mình rất là nhiều, mình để dành rất là nhiều. À đây nè, một cái nè. Dục luôn. À thật giờ phải chế cái rương. Hôm qua là lượm được cái thùng nhạc. Thùng nhạc để đâu? Giờ để nhiều lắm rồi. Chờ ông chơi nè. Bum 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 bum. Cái thùng nhạc chứ không? Quýnh lên nhạc bùm 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 bùm. À, bây giờ mình sẽ làm một cái ok, lấy cái này nhiều lên. Chế nó nhiều nhiều cái rương một tí. Ba cái rương hả? Ủa? Ủa, sao đường nào nó cũng đặt cái đèn hết nhỉ? Mày cái cú mày rồi đó con. Quá trời đồ luôn. Ai đây từ từ để mình để cái chỗ thôi bên đây đi, bên đây mình ít qua. Bên đây cho để nó gọn, bên đó đông quá rồi. Ở đây thì sẽ để thêm mới đồ. Thứ nhất là mấy cái viên này nè. Cái này để đây. Mình sẽ chụp hết vào đây. Tên file nè. Này nè. Cái này đem theo. Ruby cũng đem theo. Rít kẹt hả? Rít kẹt cứ đem theo đi. Cái này thì thêm một cái kẹo cất vô. Thêm một cái trứng rồng nữa các bạn thấy không? Mình lựa được thêm một cái trứng rồng nữa. Wow, full một stack kim cương rồi. Thôi cứ dùng hết vào đây đi. Cái này bên kia có rồi. Ở đâu rồi? 29 cái. Gold. Gold dục đâu rồi nhỉ? Gold để dành vài bữa mở lúc kim block. À, thì hôm qua là mình đã dục mất cái gương từ con boss. Thì mình nhớ cái gương đó là mình lựa một cái rồi, nên mình giết con nó mấy lần rồi. Cái glass mình nhớ mình có lượm rồi mà ta. Nên là mình mới bỏ đó, mình lượm rồi nên mình mới bỏ một cái bụp luôn á. Đâu rồi ta? Dục luôn mà trời. Mình nhớ là mình có lượm cái gương rồi, mình để ở đâu á, mình tùm lum đồ hết, giờ nó nhiều quá rồi. Những cái mình không biết á, mình để đó, có bạn nào biết thì chỉ mình á. Đây, thêm một cái rương nữa nè. À, để quá trời đồ luôn, cho nó game hả? Thực sự, đi đâu cũng có thể kiếm được đồ hết. À, bên đây sẽ thu hoạch được một mớ ngọc bên đây qua đây. Mình sẽ cất ngọc bên đây lại đi. Để ngọc bên đây hết đi. Bên đây sẽ chỉ để là đĩa thôi. Cho dễ tìm. Đá mega mà mình đi như là quá trời luôn. Mình có không có đi mai nữa nên chắc không cần cái thứ này. Cất này luôn. À, bao giờ chúng ta cần thì sẽ lấy bên đây. Cái này để tí trong chuẩn bị học Vulcan hả? Mình chắc là mình chuẩn bị là mình full hết cái ngọc luôn ấy. Mình được ba cái huy chương rồi nè. À, rất là nhiều ở trên đây. Ở trong rương thì không biết còn bao nhiêu cái. Stone. Từ từ để tao dục ra coi.
Dục mày luôn nè. Dục không ra ta. Tao dục mày nè. Tao dục mày nè. Cái đá này có thể nung trong rương. Rồi kiểm tra kỹ kỹ cái nào. Chơi ngu vậy cho nó dữ. Ôi cái này cho Ender chứ. Lại một cái trứng rồng nữa. Cái này kim cương. Kẹo cầm theo đi. Vàng. Ok, nghĩ là đủ rồi đó chứ ha. Không có cái nào dồn vô được hết hả? Đây, mình để bên đây. 8 cái. À, cái lá này là mental. Chắc là dục luôn quá. Dục không biết, có nhiều cái không biết. Dục ngu cái là ăn chửi. Ui vãi thiệt chứ. Tôi khổ quá mà. Thề chơi cái nào cũng. Mà bên mình không có để ý cái đó. Không sao chơi. Không biết thì thôi chứ biết sao giờ. Cái gì nữa ta. Suốt. Để hồi để không được luôn. Ok, để qua đây. Tiếp tục chúng ta lại xả rác. Tăng 2. Để qua bên đây. Drenbun Hyperbeam. Ok, khá là ổn rồi chứ nhờ. Ender. Cái trứng rồng. Cái Iron Bay. Cái đầu để cho vui thôi. Cái cát linh hồn để làm gì trời. Vậy thôi chứ đi, mình mà đi full lưu một chuyến là nó full đồ. Ghê lắm. Tambone hả? Hôm qua các bạn kêu mình làm mà Tambone. Tambone là bắt ban ngày hả? Wow, quá đẹp chưa? Cái quả này là cần phải có quả gì ta? Hình chắc ba màu á, cam trắng đen á. Cam trắng đen. Blaziken mình có. Wow! Con này là gây ờn luôn. Bự. Wow. Ligan hả? Wow, Legendary. Cha cha, bự dưới mảy, bự như người khổng lồ. Con này chắc là size bự nhất của nó rồi. Con này chắc cũng đông lại rồi. Một nháy. Ok, một nháy. Seekin, con này ra chắc là dễ quýnh nó rồi. Ây, Robum. Nửa máu nè, nửa máu nè. Nói mà tôi biết mà. Nửa máu nè. Ui, nó né được rồi, man. Ui, nó quýnh con kia chết luôn rồi. Wow. Chắp lửa, chém mày chết luôn nè. Dễ mang. Dính điện. Double S. Bớm. Wow, một cái XP on. Ghê đấy. Thêm một cái XP on nữa. Wow, nghĩa là ba cái nó cộng dồn á. Không biết nó có cộng dồn không. Thôi cứ kệ đi, mình cứ cầm đi. Mình thấy cái đó mình không nỡ dùng. Cho cái máu ruby. À, ruby cất ở nhà đi. Ruby hết full rồi. Trời, mình tới 5 flam art luôn này. Hôm nay cất ở đâu ta? Cam trắng đen hả ta? Có quả cam không? Để mình coi thử coi nó có quả. Ây da. Có quả vàng. Quả đỏ. Vậy là đỏ đen trắng ha. Đỏ đen trắng ha. Được cái này ha. Đỏ đen trắng ok. Lỡ dục lượm quả vàng à. Kệ luôn. Đỏ đen trắng. Ủa sao chỗ này mình. À mình trồng nó nửa trắng nửa xanh.
đỏ. Ba màu luôn, cái này là kết hợp ba màu, chắc mình nghĩ là rất là hên đấy. Nó bông nhanh với mày, tao mới thu hoạch mà nó bông rồi. Đi nào. Quả trắng đâu rồi? Cái này nấu rồi, đỏ. Vàng. Bang. Đỏ nè, đen nè, trắng nè. Đen nè. Ôi double đen luôn. Ôi mà trắng hết rồi, hết quả trắng rồi các bạn ơi. Bữa mới làm quả rainbow nó hết rồi, hết quả trắng rồi. Trắng còn có mấy quả à? Đó thì chúng ta đóng cái này đi đúng không? Ấy, còn sắt không nhờ? Ok, sắt khá là nhiều. Lấy sắt ra để mình. Trời ơi nó nhiều nha. Ơi tao lộn mày ơi, trả lại tao. Đó, full stack. À, để cái này để đây, cứ đây cho nó full stack đi. Hết rồi. Vậy thôi chúng ta cất ở nhà đi. Đỏ. Ui à, cái đỏ nhiều vậy? Này khúc rồi, quên mất rương. Khúc kinh luôn rồi. Cái này cũng để một rương nữa ta. Dục mày luôn rồi. Ok, giờ đã phân tích là nên học cho con nào đây nè. À, mình nghĩ con nào ta? Scepter, Summary, Mu. Ok, sẽ đổi một skill cho nó. Skill nào ba skill này cũng mạnh hết á. Mà nó cũng khá là mạnh. Để coi mình coi con này coi. Megahorn chưa hay chơi, cái này cũng hay chơi, Moonblast cũng hay chơi, Lightstream là phòng thủ hả? Sao ta? Hay là đổi chiêu Lightstream ta, Lightstream cũng là chiêu phòng thủ khá là mạnh mà mình rất là ít dùng. Ok, quyết định dùng Lightstream đi. Không biết nó có chơi được không. Biết cái này, cái kỹ năng trắng này là kỹ năng normal hay sao á. Con này không học được cái kỹ năng này. Con này chắc là mình nghĩ là cho mấy con rồng học được á. Nhưng con này chắc Scepter học được quá. Ôi shit, đúng thiệt. Có mấy con mà có dòng rồng thì học được cái này hay sao. Thôi, vậy Scepter học đi ha. Ok, mình còn một cái để nó nhưng mình có nên cho học luôn không ta? Con này học cũng được. Hình như đa phần rộng mới được. Con này cũng đâu được đâu. Này được không? Này cũng đâu được đâu. Này đi. Không được. Hay cất đi các bạn ơi. Mình học được một cái đủ rồi cho con. Cho con Skip Leader học và đủ rồi. À bây giờ thì mình sẽ đi à con này bay không được quên. Bay với con này đi. Thôi bay với con quên chứ bay với con này. He Dragon. He Dragon. Con này có Mega không ta? La 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 la. Không có. Mình đã gặp được may mắn gặp được Mewtwo Y rồi chứ. Mà chưa gặp được Mewtwo thôi. À mình sẽ bay qua cái vùng nào đây ta? Đi chiến phiêu lưu lượm Battle Ball. Mà rất là ghiền đi lượm Battle Ball. Chúng ta phải đi một đoạn khá là xa để đi xuống được ở dưới khu này. Dưới khu này thì rất là nhiều bot fighting. Ê, mình xuống cho bot fighting đi. Hình như là tele narrator, được không? Narrate system. Không có tele được. Ủa sao bữa mình narrator, tele được mà ta? Off.
Sao lúc tele được tele không được, hay là mình phải đứng đứng dưới đất. Narrator narrates all. Fine on off. Ok. Bot phải tính không được rồi. Narrator narrates chat. Narrator narrates system. Hai kệ đây không đi nữa. Con này bay có giật không ta? Con này bay ok rồi đúng không? Mình sẽ đi theo cảm tính vậy. Mình sẽ đi vượt qua cái sa mạc này và đi xuống dưới hướng kia. Ủa ra chết sẽ chẳng lượm đâu, mình sẽ chỉ lượm một quả Master Chest thôi, không một cái chest mình không có lượm đâu. Đi xuống những vùng dưới đó thì có cơ may thì lượm được Master Ball hơn. Lucario ok, mất luôn. Lucario thì mình đã chinh phục quá là nhiều rồi. Boss ở chỗ này à, Gim chỗ này mình cũng đã đánh bại rồi. Hình như đánh bại đúng không ta? Gim chỗ này mình đánh bại đúng không nhỉ? À đánh bại rồi. Mình đã đi tới đâu mình gặp Gim là mình sẽ chinh phục tới đó. Vẫn có Gim bên lava là luôn. Cái gì núi lửa là khó nhất là quýnh hơn, rất là lâu. Còn đa phần mấy cái game khác thì mình có thể chinh phục được hết. Đi vô sa mạc coi có mấy cái kim tự tháp không. Không có. Ở trước mặt chúng ta là khu rừng màu hồng rồi, khu rừng này đa phần nó được thiết kế rất là nhiều cái Master Chest. Tầm 5 giây nữa sẽ xuất hiện. 5. Đấy, mình chưa đến đến 4 nữa đã có rồi. Tại vì trong đây cây mà, cây là nó có cái cục cho mình lượm. Ok, ở trên đây. Ờ, cây xanh này quá. You retrieved Hydreigon. Narrator, off. Tắt cái tiếng cái ông này đi. Ôi, sau này có cái này luôn kìa. Có đằng nào vừa tới rồi. Focus bin. Ghê, cái này lâu lắm rồi đó các bạn. Mình đã lâu lắm rồi mình đã đi ra cái đường này đâu. Ghê thật. Đi trên con này hình như là không có thấy được cái vàng nha. Mình nhớ đi trên con Slamanker hình như nó có cơ hội hơn. Ở dưới đây, dưới đây. Đây. Stone Edge, wow. Kỹ năng củ chuối. Đâu ngon ấy chứ đâu củ chuối đâu. Ê con này học Stone Edge hả? Thôi tao đâu cần học cho mày đâu. Con bướm nhìn dễ thương quá vậy. Ê con boss kìa. Mất luôn rồi. Gì? Chúng ta sẽ đi về hướng Wi-Fi. Không biết thằng boss đó mình quýnh cho ta. Hình như lần trước mình kêu mình nhớ là mình quay về mình phục thù nó đúng không? Nhưng rất là lâu rồi mình chưa đánh nó. Đúng rồi, chắc chắc là mình đã bỏ qua thằng boss này rồi. Không phải boss mà là game gamer hay là trainer. Thằng này là chùm, đúng rồi, nó là boss mà boss ở cái kiểu như ở cái game đó đó. Chúng ta còn cách 600 mét. À để mình coi hỏi cái fishing rod coi. Cái rod làm được nè. Cái này là good rod, old rod, super rod. À, cái này trong Araka mình cũng có nha. Cái Old Amber Aerodati này mình cũng có nè, mình không biết làm sao để rửa được nó luôn. Cái này hình như là bỏ vô cái máy hóa thạch hay sao á. Trong ARK không biết làm sao hết.
300 con này hình như là mình dễ thấy hơn cái cục vàng vàng vàng. Cuộc đời tôi rất là chưa bao giờ thấy được cục Master Ball trong cái game này, mình chưa chết luôn á. Mình cũng rất muốn mà nhưng mình cảm thấy thử mình coi mình tìm ra nó vui hơn. Hôm qua mình cũng đỉnh lắm rồi, kìm hết nổi rồi. Con sâu hả? Thấy chưa? Không bao giờ dễ kiếm như thế. Game win. Tới chỗ này chắc có một cái Master Chest. Cái chuồng này xây như chuồng mình nuôi con T-Rex vậy trời. Cửa vô đâu cha? Wow, làm mày đẹp á. Cái cục này là cục gì vậy? Wow, bây giờ chúng ta... Ui, nó là hình như hơn mình 20 cấp hay sao? 20 cấp á. Phi râu, mà lên được tới đây luôn. Mày hả phi râu? Ôi trời. Đúng rồi, nó chính... À, nó bằng con ca cấp cao nhất của mình. Ok, ok, hiểu, hiểu. Phi râu. Fly. Nó sẽ sợ con... thử con này coi phải không ta? Mày căng ngày trời thằng này nay mày. Mày mạnh vừa vừa thôi chứ mày mạnh quá ai chịu nổi. Dã man thật. Ôi lúc yếu không quýnh, giờ càng quýnh nó càng mạnh các bạn ơi. Kinh tởm thật. Dạ, thằng này trâu. Ôi chiêu chiêu này không mà chiêu bắt không kịp Moon Blast. Ghê thiệt chị trời, mấy 100 level luôn chứ, ở trong kia nó ghi 90 mà ở ngoài này 100, thằng này max cấp ở chơi ăn gian nha. Chơi ăn gian nha. Rồi chùm cuối của mình ra. Ở ngoài thì ghi 100, đúng mà treo đầu dê bán thịt chó mà. Ở ngoài thì 100 các bạn thấy không? Nó rõ ràng là nó sâu lên cho mình thấy, mà nhưng ở trong nó ghi 90. Lừa đảo. Ê, nó bay, hình như nó không được. Không được effect đúng không? Nên mình phải đổi kêu power. Ê, Stone Edge nó dính, quên nhầm. Hai chiêu này là không có effect với nó rồi. Fire Blast cũng không dính à ta? Dính mà. Dính nè. Trời, nó hồi máu kìa. Con này mạnh quá các bạn ơi. Thằng này đúng à. Mình để nó, mình nó, để nó tu luyện à. Nó về nó còn thành cốt hơn bây giờ nữa à. Dính đam lửa rồi. Còn cho mày phê. Ghê thiệt, nó thằng này nó bơm máu ác ghê luôn á. Bơm máu dễ mang à man. Ơi quýnh được chiêu kia mà, con này đâu phải. Chiêu kia vẫn quýnh trúng mà đúng không? Mình mới vừa quýnh trúng chiêu kia kìa. Lúc trúng lúc không các bạn ơi. Nãy quýnh trúng được cái, giờ quýnh không trúng nữa. Quýnh con này chắc tới sáng luôn á. Thằng này nó có bao nhiêu bình máu rồi ta? Không, chiêu kia quýnh không trúng sơ sơ à. Ôi thằng này nó trên á, cái con của nó có chiêu hồi máu hay sao á.
man thật các bạn. Ghê thật chứ. Mạnh gì ta. Con này ra trước quýnh luôn ơi. Cái con phi râu này. Con này nuôi chích ít mạnh vãi tèo. Đổi liền luôn. Mày đổi. Lại lấy con này ra tăng khôn ghê thiệt chứ. Chắc là phải học chưa Hyper Beam để quýnh mấy con này rồi. Con Ataria này nó trâu ghê thì nó chịu nổi cái con này quýnh luôn. Đấy, quýnh trúng kìa. Các bạn hay quýnh trúng không? Quýnh trúng là một cái là auto gần chết luôn á. Chết ngắt. Nảy hụt thôi. Con này thì mình cá các bạn, quýnh một cái là đi lên một dĩa luôn rồi. Hụt rồi. Đốt cháy mày luôn nè. Để mày hồi máu. Hụt hết. Trời ném lửa cũng hụt nữa. Rồi lava vậy. Đốt cho mày chết luôn. Chỉ còn chiêu này trúng một cái là chết liền. Nó không có effect với con này. Nó ghi không có effect mà nhưng đôi khi lại trúng nha. Mình cũng khó hiểu cái này. Nhìn nãy con kia nó ghi đơ effect á. Mà nhưng mình quýnh vẫn trúng. Chịu hết nổi rồi. Oh shit. Cái này đang mega. Hình như nó swap không được hay sao á. Con này mega swap không được. Vãi đạn. Trời, giờ không dùng code được luôn các bạn ơi. Mình quên mở chi sử dụng code lên. Nghĩa là game phải rát luôn á. Ok, mình đã trở lại. Mình phải thoát ngang luôn, mình phải phọt tắt game á. Nó game này bị lỗi, khúc đó là mình không thể làm được bất cứ cái điều gì hết. Mà đội hình này mình quýnh không lại thằng này, công nhận nó mạnh thật. Bây giờ mình sẽ chain con này ra. Đừng nghĩ là tao có thể thua mày nha nhóc. Mày nghĩ là mày có thể mạnh hơn tao được à? Rồi nè, không phải đối thủ. Machamp 70, ok. Machamp 71 chứ thay cho con 67 này. Bố mày thay lại đội hình này nha. Ôi trời ơi, nó bắn một cái chết luôn kìa. Mà góc nhìn sát vậy. Con phi râu này nó mạnh vậy. Nó ở trong đây nó mạnh tính ra nó mạnh hơn mình. Các bạn thấy không? Nó quýnh mấy con giả thần gì mà đập như con luôn á. Bố láo. Trời ơi, coi kìa cái đập thần, đập huyền thoại kìa. Đập huyền thoại một nhát nửa máu. Không thể tin được. À, không thể tin được tụi mày nó mạnh dữ. Trời ơi, tôi nói chứ. Nó hồi máu, nó tàn là con mà bơm máu gọi là đấng luôn á. Chết mày đi mày. Cầm đồ hình mới ra mà cũng không lại luôn các bạn, thấy cái này nó trâu cỡ nào rồi đó. Trời ơi, nó đập Rodon mình như con luôn á. Hai nhát. Giả mang thật. Ông nội này, ông chích hả ông? Ông chích, Sao ông mạnh quá vậy? Cầm cái rìu này. Ông trâu trẻ mày luôn. Mày. Chắc mày thuộc dạng còn hơn là cái đứng ở mấy cái tòa thành được đánh cái huy chương nữa. Cây cứu đổi Pokemon tiếp à, để mình coi tính Tyranita ra nè. Tyranita thay đổi cho con này nè. Giáp đốt vô bị hành quá.
tạm thời cứ vậy đi. Thử con này ra Mega coi. Con phi râu này tao nghĩ Stone Edge không mày nghĩ tao hụt được mày hả? À đá lũng đầu mày luôn. Trời ơi. Lao, này thì lao. Này thì swap. Trời ơi, Stone Edge với nó không xin nhe ông ơi. Mấy con này không sợ Straw, Grow gì hết. Quýnh được con cũng đi luôn. Cái cơ bản là mình thấy nó quá mạnh ở đây. Các bạn thấy không? Nó rất là mạnh. Ờ, nó giữ sử dụng Dragon Den rồi. Con này tàn rát không, quýnh không nổi. Bờ máu kinh quá. Mạnh quá. Cái này là một đối thủ mới của mình rồi các bạn ơi. Thực sự là bữa quýnh không lại, nay cũng quýnh không lại. Những con rất là bình thường thôi các bạn thấy rồi đó. Ơi, cứ thấy con này ra là nó bơm một phát máu đầy nha. Trúng một cái là cây mày chết luôn. Đấy. Con khốn này bơm máu dữ mày. Có chiêu hồi máu ác thật chứ. Rồi, cái chiêu rút của nó hồi máu ghê thật các bạn. Chắc mình phải chinh phục con này và kiếm cái skill này cơ. Nó quýnh nó chấp tất cả thế giới luôn á. Ôi. Ôi, cái chiêu rút của nó hồi máu ác ghê thật. Không phải tin được. Này thì hồi máu. Cái này thì hồi máu. Cái chiêu này chắc là không trúng được con mẹ chim mày đâu. Mày. Con phi râu này, thằng này nó hình như là fan của con phi râu, nó quýnh được mình một cái là nó swap con khác ra nha. Ôi lại hụt rồi cha. Hết luôn rồi. Phải chưa? Nó quýnh một cái là nó đổi con phi râu ra con này, thằng này vui thiệt chứ. Nó hít mình một cái là nó chạy à. Con phi râu này là như là cái con mà món quà tinh thần của nó hay sao á, rồi chết hết chưa? Hi. Thằng này không phải các bạn, đúng không? Mình không biết thằng này là feeder, thằng này là trên trùm của chim luôn á. Thằng này là người huấn luyện của mấy con đỉnh, mấy con chim á, nên là thấy nó toàn là có mấy con trên trời mà mình cũng không được. Mình được một cái feeder này, đấy, và một cái Aerial Eye, cái kỹ năng này cho con nào con Trim nào á. Nói chung là cũng rất là đáng. Tờ hình của nó rất là mạnh. Trời, quýnh mạnh như ông già thôi chứ. Đã chinh phục được vị cao nhân trẻ tuổi. Giờ chúng ta qua bên đây. Có thể đâm xuống về phía này. Cái đây chỗ này mình quýnh rồi phải không ta? Mình chinh phục ở chỗ này rồi phải không? Chinh phục cái này rồi. Ôi các bạn ơi, mình đang vừa qua bên cái khu vực mà Hiu thì mình gặp một con Rayquaza. Một con này con rồng giống trong ARK cái tập mấy lần trước mình chơi quá vậy ta. Ôi mẹ nó đi gì nhanh vậy sao mà dí. Chết cái điện thoại. À mà không được. Dí theo nó gấp. Tự nhiên giờ ai gọi vậy chơi. À kệ đi. Mình ok để im lặng vậy. Trời ơi tôi đang có hiền thoại ra. Ai gọi tôi bây giờ. Trời ơi cái con này nó bay trên trời không à.
Quăng bóng nào. Bắt được con này mới phê nè. Ui hôm nay mình hên vậy. Thêm 500 năm nữa rồi các ông ơi. 500 năm để tìm thấy được con này. 1000 năm sau chúng ta sẽ có con hiện thời tiếp theo. Yeah, quăng bóng trúng rồi. À, để coi thử nó mạnh hay nè. Giờ sợ. Một cái điều đáng lo sợ đó chính là cho con này ra trước đi. Bạn biết chi không? Con này có chiêu quýnh nó không bị kiểu dạng như là chết. Cái chiêu này là có một bạn mới chỉ mình á, là quýnh nó còn một máu á. Không phải một máu mà quýnh chắc mình nghĩ là còn 10% máu á. Ok, mình nghĩ là quýnh được. Đơn giản. Không đơn giản lắm. Giờ con khác không thể làm cái khả năng này được. Ây da. Càng quăng bóng luôn cho rồi. Hoặc là mình bay theo nó mình làm lại thôi. Mình nghĩ là mình nên run và mình bay theo ha. Ở có Tinata nữa kìa. Đúng là ở khu vực này trời đêm là cái quái gì cũng có thể có được. Mình nghĩ là con này ra trước được không ta? Quăng đâu khó lắm luôn á, giờ mình dí nó ra cái biển luôn á. Khó quá. Mình đang là suy nghĩ kiểu dạng như giờ cho con gì quýnh nó một xíu máu rồi mình swap ra con khác ra. Đấy kiểu vậy nó dễ hơn chứ đầu tiên là cho con hoặc là đầu tiên quăng con này ra luôn. Quýnh nó luôn. Đấy, quýnh nó luôn. Mega và quýnh nó ngay tại chỗ. Kiểu này thì có 40 power, kiểu mega cũng 40. Chính xác chúng ta dùng cái chiêu này 90 trước đi. Wow, các bạn có dưới cơ. Ok, không. Holy shit. Không ổn các bạn ơi. Nó mạnh quá. Con này sẽ kích xanh tôm lên đấy. Mình còn có revive không nhờ? Bắt được luôn cũng không chừng, ai biết được. Đẹp trai thì cái gì cũng phải. Ui, con này có chiêu hồi máu. Shit thật rồi. Hết cái kia rồi. Tao chơi mày luôn, bằng cái quả bóng này luôn coi. Ai hơn ai nào, ai sợ ai nào. Giờ nó có hồi máu mà mình không chơi được. Mình giờ nên lấy sự may mắn là đè bẹp cái độ bá đạo của nó ít chết cha rồi các bạn ơi. Ây da, relax. Nó đang ở phương chơi nào á. Không thấy được luôn. Ok, chúng ta chơi bắt kiểu như vậy là bắt phong long. Sao nó không quýnh mình đi ta? Quýnh nó mới vừa nói quýnh liền. Ban ngày rồi, ban ngày đút bon hết hoạt động rồi. Bắt đầu nó quýnh mình sắp mặt. Mình đi sợ mình cái mấy con này nó quất hít chết thôi. Để coi con này có chiêu nào. 180, 80. 80 không, nó ít 2 là 160. Vậy đi. No. Ây da, quăng lộn. Ừ, rồi, máu đỏ rồi, máu đỏ rồi. Trời ơi, nó mua cái free kìa. Bắt Happy Store return cho con này đi. Nó quýnh mình cũng không có xin nhê lắm. Mình thích bắt nó bằng quả bóng này. Nó máu yếu rồi, tỷ lệ bắt cao rồi. Ok, mình bắt nó được rồi. Chém thôi. Ok, mình bắt nó được rồi.
vãi, hồi máu. Mày hồi tao đập. Ôi cái này quấn hơi căng đó nha. Ê, trời ơi, may quá các bạn ơi. Nó đang sleep. Các bạn biết nó chơi chiêu gì không? Hình như là nãy là nó đang chơi chiêu red đó. Chơi chiêu red thì nó sẽ hoàn hồi máu 100%. Nhưng nó gây tỷ lệ ngủ mà những con này nó tỉnh nhanh dữ, mình cũng không hiểu nữa. Tỉnh dậy đi em ơi. Tỉnh dậy đi em ơi. Con này mình cảm giác là tăng với con này tốt. Con này hình như có dạng Mega nó, nếu không như mình nhớ không lầm á thì Mega là biến màu đen đúng không ha? Con này có vẻ quăng hơi khó, nó nằm tút lút lên trời mà công nhận cái nhân vật của mình ghê thiệt, quăng bóng gọi là tay ghim ghim các kiểu. Nên là có thể quăng từ đất mà lên độ cao cả ngàn mét. Nửa máu mình đập nó sợ nó chết quá. Con này nó hứng lên là nó đập crit là mình tiêu luôn á. Bắt con này cảm giác như là lên trời vậy nè. Đúng chuẩn là lên trời luôn. Nó giật kìa. Ây da. Cái này mạnh quá. Mình cảm thấy em muốn quýnh cái nữa là chết á. Cái này hơn nữa rồi. Hơn 50% rồi các bạn. Nếu quýnh cái nữa nó chết á. Mình rất là sợ nó chết cái con này thì chắc là hối hận ấy. Nhiều quay tin lâu à? Trời ơi, khùng thiệt chứ. Cái vô nó lâu lắc vậy luôn mà quay tin kìa. Nó quay tin gì mà lâu dữ cơ. Bể bóng à. Bình cuối cùng cho mày đấy. Trời, cái chiêu chiêu cái chiêu kia cũng mạnh, không chơi được. Mình quýnh nó một cái cho nó sợ rồi mình bắt nó kiểu như dạng dễ hơn hay sao. Để coi mày chống cự với tao được bao nhiêu lâu nữa nè. Mày sẽ kiệt sức không thể bay được nữa. Đúng không? Tao nghĩ quăng quả bóng này là quả sang chảnh cho mày nên nghĩ mày sẽ rớt thôi. Mình đang cảm... Con này... Mày nghĩ mày vô được trong hả? Wow, các bạn thấy ghê không? Lúc hồi nãy quýnh có máu xanh thôi, giờ quýnh tới máu vàng là các bạn biết là nó sẽ chết rồi đó. Legendary bắt thì đâu phải đơn giản đâu. Mình thích bắt bằng quả này hơn, quả này quăng rất là đẹp. Giờ đợi trời tối quăng luôn quả liền luôn, quả đớt luôn. Ultra Ball. Trời, quăng cái bóng quá. Thôi, cái lần này là mình chắc mình sẽ gục ngã với nó rồi. Chết. Skin ra đi. Mấy con hiền thoại ra đối mặt nhau thì nó mới giữ. Ok, đầy máu. À, mình sẽ quýnh nó bằng... cạp. Ý, trời ơi, xém chết. Chị này mạnh quá, con này nó hồi máu phê lắm. Chị đó không ổn. Trời, cái bóng các bạn quăng rồi, nhìn cái bóng mà quăng tuốt lút từ lên trời xuống luôn á. Rồi lại nó ngồi ngủ. Ok, đổi chiêu này đi. À, chiêu này được nè. Với chiêu này được không ta? Mất khúc máu. Ui da, cành quá chuẩn lê dẫn luôn. Là hai chiêu đó, một một bốn. Hay đó bạn.
Hay lắm man. Wow, may mình dùng chiêu này trước chứ không dùng chiêu kia chắc nó chết luôn rồi. Nó đang ngủ. Con này mà có chiêu ngủ tôi búp ngủ cho đã luôn á. Bắt đầu nó tỉnh lại thì nó quýnh mình đi như con luôn ấy. Cằn, vẫn là cằn. Mình sẽ dùng hai quả bóng này cho đến khi mà bắt được nó thì thôi. Thấy nó quấn mình rồi là không được rồi. Tưng 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 tưng, bắt được đi làm ơn đi, mình chưa thấy nó luôn rồi, nó bay trên trời cao quá. Vậy là hai đứa đã bị bại gục với nó rồi. Con này có chiêu livestream không ta? Hình như mình bỏ chiêu livestream của nó rồi sao? Bỏ chưa ta? Để cho nó hồi đầy máu đi là tính. Chắc chắn nó sẽ có một tuần hồi đầy máu phát nữa. Trời ơi, thấy tự nhiên cái quả bóng nó vừa mất đi thấy cảm giác vui nha. Tưởng nghi bắt được á. Vocabulary. Mấy con bay bay này bắt khó thiệt chứ. Ê, cho tao cưỡi mày cái nào. Nó chơi cái chiêu to win gì đó không có gây effect được với con này của mình. Đỡ. Khi nào nó đuối thì nó sẽ chịu vô. Chứ bóng mình là vô số là mình không sợ nó rồi. Giả mang con ngang. Giả mang con ngang. Chú. Vô. Vô. Cứ thấy chữ free thấy bực mình ghê nha. Tự do cái đầu mày. Một. Hai. Ba. Ba. Bốn. Mình mới bỏ lại cho nó dí lại rồi. Cho nó xuống được dưới đây rồi. À, nó bay trên kia thì nó xuống đây, giờ xuống đây cho chúng ta có thể thấy dễ hơn là khúc hồi nãy đây. Giờ mình nhấn lộn rinh nó là hơi bị mệt á. À, bây giờ tối rồi thì chúng ta có thể dùng quả đứt bon rồi. Con này khó chịu ghê thiệt chứ. Ôi, lại ngủ nữa rồi. Ngủ. Ngủ. Ngủ nông, mày ngủ nông. Mày ngủ nông. Trời ơi, chết luôn. Dead ball. Ok, sau một lúc nửa tiếng bắt không được thì... Không phải một tiếng đồng hồ bắt không được chứ. Thì mình quyết định sử dụng một quả Puck Ball. Quả này chắc chắn là không phải là của mình làm ra rồi. Đây, các bạn sẽ hiểu. Mình sẽ thử dùng cái quả này coi bắt được con này không nha. Đầu tiên mình sẽ dùng chiêu này của nó trước đã. Nó sẽ quýnh mình rất là mạnh. Hai nhát. Ba nhát. Ây da, chân này ra là sai rồi. Giờ mình thử dùng quả Pop Ball thử. Cái quả này dường như là... Ê, con gì lạ vậy ta? Đây, một quả duy nhất. Dùng thử cho biết thôi. Mình vừa ném The Bug Ball. Nó kêu mình cheater luôn kìa. Hay thật.
biết hay thật. Cây quả đó mình kêu chắc là nó gần như là cái quả Master Ball đúng không? Mình hình thấy mình nghĩ là như vậy. Tại vì cái quả đó chỉ nghe đâu thì chỉ nói chung là trong cái gì cái Pokeball nó sử dụng được trong cái Pokeball à. Và mình đã có được con kia bằng cái quả Pokeball. Là mình thấy điên máu quá, bắt nó lâu quá. Ở đâu rồi? Đây, chính là con này. Đâu rồi? Cái con heo này đâu rồi? Có gì đâu luôn á. Ê. Đây. Bắt bồn ray qua da. Legendary. Con này mà không cho cưỡi được thì thôi chứ. Ơi, con này nữa nè. Lại con này là đáng đáng mạnh luôn á. Quấn được mèo. Chơi rau đồ ra trước à? Được. Ủa, đáng cha kia cũng có con này phải không ta? Có con cha kia mạnh hơn con này luôn. Hai nhát. Một cục kẹo. Ủa nhà này là gì ta? Tại sao ở ngoài nước lại có cái nhà gì dễ thương như thế này? Tại sao chỗ này lại có cái nhà dễ thương như thế này? Có lẽ trong ARK sẽ có một căn nhà này xuất hiện trong tập ngày mai. Mình nghĩ vậy nhưng thấy nó dễ thương quá. Từ từ bấm 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 à, chưa đủ cái cầu thang lên. Bập 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 bập, chưa đủ, vẫn là chưa đủ. Ok, bây giờ mới đủ nè. Một cái nhà khá là dễ thương ở chỗ này. Trong rương không có gì hết, trong đây cũng không có gì luôn. Wow. Đó rồi, tập này mình sẽ dừng lại đây. Nếu mọi người thích video này đừng quên để lại một like và subscribe ủng hộ cho mình ha. Rồi, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Bye bye.